cả nhà, và Tracy đã quay trở lại trong một video mới toanh ngày hôm nay. Và trong mùa hè này thì Tracy thấy là chủ đề về kem chống nắng vẫn luôn luôn là bất tận. Và những câu hỏi mà Tracy hay nhận được trong inbox ấy, đó chính là với làn da nhạy cảm thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng như thế nào cho phù hợp. Và bản thân Tracy thì là một cô gái có làn da hỗn hợp thêm dầu và nhạy cảm, đó nên rất là đau đầu trong cái việc lựa chọn kem chống nắng. Chính vì thế trong số cái series mà Tracy đã từng làm trước đây ấy, thì có vô vàn những cái video về kem chống nắng và những cái cách sử dụng như thế nào rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tracy sẽ tiếp tục update cho mọi người hai loại kem chống nắng mà dạo gần đây Tracy hay sử dụng, và Tracy nghĩ là mọi người sẽ thấy nó khá là thú vị và mọi người thử xem xét. Và những dạng kem chống nắng mà có chất tạo màu này, dạng dầu khoáng này, thì sẽ làm cho những bạn mà có làn da nhạy cảm hoặc da bị mụn ấy càng ngày càng bị mụn nhiều hơn và cứ ửng đỏ ấy, và điều đó rất là khó chịu. Chính vì vậy nên mùa hè này Tracy sẽ recommend và review cho mọi người hai dòng của em Anessa thuộc tập đoàn Shiseido, chắc là mọi người không còn quá xa lạ nữa rồi. Và hai em này lọt vào mắt cô Tracy trong những ngày gần đây, bởi vì em ấy có những cái packaging trông thực sự rất là tươi mát ấy, nhưng mà công dụng thì nó cũng tươi mát không kém đâu nhá. Nên là mọi người hãy xem từ đầu đến cuối video để xem có điều gì hấp dẫn mà mình có thể ứng dụng được cho làn da của mình. Đầu tiên nói đến kem chống nắng thì phải phàn nàn một chút về cái thực trạng là Tracy rất là ghét những cái dòng kem chống nắng khi mà thoa lên ấy, da của mình lỗ chân lông bị bít tắc này, xong rồi kiểu da mình rất là bí, và bởi vì nó rất là dày ấy, đôi khi nó không phù hợp với những làn da mỏng manh như mình, nên là da lúc nào cũng trong tình trạng là khó chịu, nhất là mùa hè mồ hôi đổ rất là nhiều, nên dẫn đến việc là da bị sạm đi này, màu da tối hơn này, sau đấy da bị mụn nhiều hơn. Chính vì vậy nên là Tracy nghĩ là kem chống nắng là một trong những dạng protection care mà mọi người cần phải quan tâm nhiều nhất khi mà mình đi ra ngoài, về cái lượng UVA, UVB nó rất là kinh khủng. Và lý do mà Tracy yêu thích em Anessa lần này á, là bởi vì em cặp đôi màu xanh lơ và màu hồng như này, thì khi mà thoa lên á, mọi người sẽ thấy cái kết cấu ở trên dạng kem ấy, nó rất là mỏng nhẹ, mềm mịn, nhưng mà khi mà đưa lên trên da thì nó lại không có bị bết dính, và cái khả năng chống nắng của em này cũng khá là tốt, bởi vì với em màu xanh thì nó là SPF 35, và với em màu hồng thì là SPF 50, tùy thuộc cái dạng da của mình. Và với em Anessa, chắc là những tín đồ, những cô gái mà yêu thích về beauty thì cũng không khỏi xa lạ với những sản phẩm của tập đoàn Shiseido, bởi vì hầu như khi mà Tracy sử dụng bất cứ cái dòng sản phẩm nào thì cũng đạt được cái chất lượng mà mình rất là yêu thích. Và với lần này thì Tracy thấy là nó có một số những cái điểm đặc biệt, bởi vì em ấy có 5 cái điểm về công nghệ mới mà Tracy khá là yêu thích. Thứ nhất là với hai em này thì nó có công nghệ là Aqua Booster EX, vừa có thể giúp chống ma sát này, vừa có thể giúp chống trôi nữa. Và khi mà thoa lên trên da thì Tracy thấy là khoảng 4-5 tiếng Tracy phải retouch lại một lần. Còn nếu mà mọi người ở trong in-house, ở trong những cái indoor activities thì hầu như là mọi người có thể thoải mái và cái làn da của mình cảm thấy rất là thông thoáng. Và cái điểm thứ hai ở hai em này mà Tracy yêu thích ấy, đó chính là về cái packaging. Cái màu pastel thì không bao giờ là lỗi thời đấy. Cái packaging giống như thế này này, khi mà cầm lên trên tay ấy, đã thấy nó rất là tươi mát rồi, và hơn nữa nó còn rất là cute, kiểu như rất là dễ thương ấy. Và điểm tiếp theo mà Tracy yêu thích đó chính là water resistant, có nghĩa là chống trôi và kiểu như là kể cả ở trong nước nữa thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Tất nhiên là mùa hè khi mà dịch ấy thì nó sẽ khó để mình có thể đi bơi hoặc là để mình đi nghỉ mát, nhưng mà nếu có thì Tracy thấy đây cũng là một trong sự lựa chọn, kiểu như 2 trong 1, mình có thể indoor hoặc mình có thể outdoor activities. Điểm thứ ba đó chính là cái cover, cái packaging của em ấy thì sử dụng bằng nhựa sinh học thay vì những loại nhựa 100% như bình thường mà mọi người vẫn hay thấy. Trông như thế này thôi nhưng mà thực sự là rất khác biệt, và Tracy rất là thích những cái thứ gì go green hoặc là những thứ gì mà nó kiểu sustainability, thiên về tự nhiên, thiên về môi trường. Và khi mà dùng như này thì nó cũng sẽ giảm được cái khí thải ở trong môi trường, nên là Tracy rất là highly recommend mọi người sử dụng những dạng dòng sản phẩm về mỹ phẩm thiên nhiên như vậy. Và điểm tiếp theo mà Tracy yêu thích ấy, đó chính là có thể dùng cho tất cả những dạng da, kể cả những dạng da nhạy cảm nhất, for sensitive skin, bởi vì khi mà mọi người đọc những cái instruction và mọi người tìm hiểu về em Anessa mới này ấy, thì em ấy có thể sử dụng kể cả cho những em bé độ
tầm 1 tuổi trở lên thôi là đã có thể sử dụng rồi. Và trước đây thì Tracy cũng đã từng làm cái video kem chống nắng cho trẻ em á. Thì may thay đây cũng là một trong những cái dòng mà Tracy thấy có thể sử dụng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, và nó khá là tiện. Từ nãy giờ thì chúng ta đã nói khá là nhiều về những điểm chung của hai này rồi, nhưng mà bây giờ sẽ đi sâu hơn một chút. Chính là em My Milk màu hồng này ấy, thì em ấy còn có cái công nghệ Smooth Protect để có thể chống được UV cũng như là bụi mịn. Tracy cũng có nói một số cái điểm về bụi mịn trước đây mọi người rồi, bởi vì bụi mịn nó làm cho da của mình càng lúc càng nhạy cảm hơn. Và những bạn mà có làn da nhạy cảm hoặc siêu siêu nhạy cảm ấy, thì cũng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng em Anessa, bởi vì em ấy không có mùi này, không có cồn này, không có hương liệu này, không có dầu khoáng này, nên nó rất là dịu nhẹ. Và khi mà mình đưa ra tay ấy, và khi mà mình sử dụng ở trên da ấy, mọi người sẽ thấy là cái kết cấu của em ấy nó giống như một cái dạng sữa, và cái màu thì nó là màu hơi trắng nhẹ giống như thế này. Và khi mà thoa lên trên da ấy, thì nó khá là nhanh để thẩm thấu vào trong da. Và khi mà thoa lên trên da thì mọi người sẽ có cảm giác nó hơi dầu một chút xíu lúc đầu thôi, nhưng mà lúc sau thì nó hoàn toàn biến mất. Và kể cả khi mà chúng ta có đổ nhiều những cái lượng sản phẩm đến mấy ấy, thì em ấy cũng không hề có dầu dính ở trên cái giấy thấm dầu đó. Và khi mà thoa lên trên da thì em ấy rất là nhanh để có thể nhanh chóng tệt vào làn da của mình, chỉ hơi giúp nâng tone thôi, chứ em ấy không phải là dòng tone up, nhưng mà làm cho da của mình sáng hơn. Thêm nữa là nó còn có cái moisturizing, có nghĩa là cung cấp cái độ ẩm, nên là khi mà thoa lên xong á, da mình kiểu giác như kiểu là rất là mềm mượt, kiểu như là mọi người sẽ có cảm giác giống như là da em bé, chứ xin không muốn nói điều đâu, mà mọi người có thể thử sử dụng mà xem, sẽ có cảm giác y hệt như thế luôn. Giống như da của cháu Tracy như thế nào, bây giờ mình sờ lên trên da tay của mình y hệt như vậy. Và Tracy đây chính là cái cảm giác mà Tracy thích nhất trong cái em My Milk Anessa màu hồng này. Nếu mà không tin mọi người hãy thử xem. Và nói đến cái kết cấu ấy, thì kết cấu của em ấy khá là mềm mịn, nhưng mà khi mà thoa lên á, đây là lần thứ hai mà Tracy thoa nhé, mọi người thấy là em ấy không có bị vón cục. Và khi mà thoa lên ấy, những cái vệt trắng, bởi vì em này nó là dạng trắng trong, trắng tinh, nên là khi thoa lên nhiều người sẽ sợ kiểu như là sẽ để lại vệt trắng, hoặc là trông nó sẽ trắng hơn da bình thường á. Nhưng mà khi thoa lên thì nó hoàn toàn không có, nó chỉ có là brightening skin thôi, có nghĩa là làm sáng làn da của mình hơn nhiều. Và cả hai em này thì đều có những cái thành phần dưỡng da cho tới 50%, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm cái việc là ngăn ngừa lão hóa da trước tia UV. Và với cái trọng lượng thì em My Milk màu hồng này là 60ml, còn em màu xanh Anessa Moisture UV Sun Cream My Gel này thì em ấy có trọng lượng là 90g. Cái này thì em ấy sẽ có cái trọng lượng nó vượt trội hơn em này một chút xíu, nhưng mà mọi người có thể lựa chọn tùy theo cái làn da của mình nữa. Và với em My Milk màu hồng này thì Tracy nghĩ là những cô gái kiểu như có dạng da thiên dầu, nhất là đổ dầu rất là nhiều vào mùa hè á, thì mọi người nên sử dụng em Anessa màu hồng này. Còn nếu mà với những bạn mà da rất là khô này, da nhạy cảm nhưng lại khá là khô ấy, thì có thể suy nghĩ đến em Moisture Anessa màu xanh này. Khi mà dùng thì em ấy sẽ cung cấp cái độ ẩm tối đa và làm cho da của mình không có cảm giác bị khô rồi bong chóc. Và em màu xanh này thì với những bạn nào mà ở những khu vực như kiểu là có mùa đông hoặc là những cái mùa hanh khô ấy, thì em này có dạng hơi kem đặc hơn một chút. Và khi mà thoa lên trên da, mọi người hãy nên tán đều em ấy giống như thế này. Và sau khoảng vài giây thôi, mọi người mới cảm thấy nó rất là mát, bởi vì cái thành phần dưỡng da của nó rất là nhiều, là vừa mát mà lại vừa cung cấp độ ẩm. Nên là như thế này ấy, thì Tracy recommend mọi người nên sử dụng vào mùa hanh khô hoặc là mùa đông, hoặc với những dạng da mà rất là khô nhá. Và khi mà thoa lên ấy, Tracy cảm giác như kiểu là da mình được phủ lên một cái lớp dưỡng ẩm. Thay vì cái việc là sử dụng kem dưỡng ẩm, có thể sử dụng em này luôn, giống như kiểu dạng là 2 trong 1, bởi vì tận 50% thành phần là kiểu thành phần dưỡng da, nên Tracy rất là thích. Có lẽ là mọi người đã sử dụng rất là nhiều dòng kem chống nắng rồi á, nhưng mà với dòng kem chống nắng mà vừa có thể sử dụng bình thường này, vừa có thể sử dụng trong tình trạng mà da đang treatment ấy, thì cũng không phải là có nhiều dòng kem chống nắng nào đáp ứng được hết. Nhưng mà với em Anessa Nhật Bản này á, thì Tracy thấy là em ấy rất là tiện lợi. Ví dụ như Tracy đang trong quá trình curling chẳng hạn, và Tracy thấy là mình không cần phải đổi qua bất cứ một dòng nào, bởi vì nó rất là tốn thời gian á. Và Tracy nghĩ là có thể stoppage giảm bớt một cái bước của mình đi á, thì nó cũng khá là convenient, khá là thuận tiện.
Và nhắc lại một chút xíu thì với em Anessa màu hồng á, thì sẽ highly recommend cho những bạn mà da bị thiên dầu và đổ rất là nhiều dầu. Còn với những bạn nào mà da đang khô này và đang trong tình trạng treatment thì bao giờ da của mình nó cũng sẽ bị khô hơn rất là nhiều. Và nó có những cái hiện tượng da mới, da non mọc lên á, thì nó rất là nhạy cảm. Và những bạn mà da siêu nhạy cảm á, thì sẽ recommend cho mọi người em hồng xanh lơ, giống như này là em Moisture My Gel. Thì Tracy nghĩ là mọi người khi mà sử dụng, mọi người cũng sẽ có cái cảm giác giống như là Tracy đã sharing trong cái video này. Và nếu mà ai đã từng sử dụng rồi thì hãy comment cho Tracy được biết nhá. Còn nếu mà ai chưa từng thì có thể đặt bất cứ câu hỏi nào và Tracy sẵn sàng để trả lời mọi người ngay lập tức. Và mọi người nếu mà yêu thích cái video này thì hãy ấn subscribe cũng như là like fanpage Tracy Trịnh, cũng như là subscribe kênh YouTube Tracy Trịnh của Tracy nhá. Còn bây giờ thì sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người hãy đoán xem là video gì nhá. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong tuần tới. Bye bye.